Xin chào buổi chiều tất cả mọi người. Mình sẽ đến nhanh đến tình hình dịch Covid chiều ngày hôm nay tại Bến Tre ngày 10 tháng 8. Thì những ngày vừa qua mình có nhắc đến vaccine như là AstraZeneca, Moderna, Pfizer và gần đây nhất là mình có nhắc đến vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Thì do sắp tới là Bến Tre sẽ tiêm vaccine cho mọi người cho nên mình muốn cập nhật thông tin cho mọi người được nắm rõ hơn. Thì tiếp theo đây hôm nay mình sẽ nhắc về những cái lời đồn ở trên Internet được truyền đến mọi người. Thì có những lời đồn xung quanh khi tiêm ngừa vaccine Covid-19 như sau. Đầu tiên là tiêm ngừa vaccine Covid-19 rồi vẫn mắc bệnh như thường nên không cần tiêm. Lời đồn thứ hai là vaccine ngừa Covid-19 không nên chích cho phụ nữ mang thai vì có thể là gây hại. Lời đồn thứ ba là phụ nữ đang cho con bú sữa sau khi tiêm ngừa vaccine có thể sẽ ngưng cho bú mẹ. Và lời đồn thứ tư là sau khi tiêm ngừa Covid-19 có phản ứng sốt thì cơ thể mới tạo ra kháng thể. Và lời đồn cuối cùng là sau khi tiêm ngừa Covid-19 thì không ăn được cái gì, không uống được cái kia. Thì bây giờ mình sẽ nắm bắt từng giải đáp từng thông tin cho mọi người được nắm rõ hơn trước khi mọi người trước và sau khi mọi người tiêm vaccine cho ngừa Covid-19. Thì đầu tiên nhất là tiêm ngừa vaccine là vẫn mắc bệnh như thường nên không cần phải tiêm. Thì sự thật đó là đúng, là đã tiêm chủng đầy đủ trải qua 2 tuần sau khi tiêm đủ 2 liều của vaccine ngừa Covid-19 như là Pfizer, Moderna hay là AstraZeneca vẫn có khả năng mắc bệnh. Điều này liên quan đến hiện tượng nhiễm đột phá breakthrough infection hoặc là nhiễm khi vaccine chưa đủ thời gian để hoàn chỉnh khả năng bảo vệ. Thì cả hai hiện tượng trên đều có thể xảy ra ở tất cả các loại vaccine chứ không riêng gì vaccine ngừa Covid-19. May mắn là hai tình trạng trên cũng rất là hiếm khi xảy ra chứ không có nhiều. Tuy nhiên với vai trò là vaccine thì để giảm tỷ lệ bệnh nặng và tử vong do Covid-19 thì ngay cả với những biến thể mới như Delta. Do đó, việc tăng cường chủng ngừa trên diện rộng nhằm tạo ra được miễn dịch cộng đồng, đây là giải pháp cực kỳ quan trọng. Nếu như không có chống chỉ định thì việc đi tiêm chủng không có trách nhiệm với bản thân, gia đình mà còn với cộng đồng mà mình đang sống. Thì lời đồn thứ hai là vaccine ngừa Covid-19 không nên chích cho phụ nữ mang thai vì có thể gây hại. Thì sự thật đó là nhiều bằng chứng cho thấy là phụ nữ mang thai mắc Covid-19 là tăng nguy cơ là tiền sản giật, sảy thai, sinh non, thai lưu. Thì ngoài ra còn có tỷ lệ là phải nhập hồi sức, thở máy và tỷ lệ là tử vong. Ngoài ra thai phụ được xem là dễ mắc Covid-19 hơn là phụ nữ không mang thai. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy vaccine Covid-19 có khả năng sinh miễn dịch và không gây dị tật cho thai nhi. Thì Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ cũng như là WHO là khuyến cáo là chích ngừa vaccine cho tất cả các phụ nữ mang thai. WHO cũng khuyến cáo là không cần làm test thử thai trước khi tiêm chủng, cũng không trì hoãn việc mang thai khi hoặc là bỏ thai kỳ vì lý do tiêm chủng vaccine. Hiện nay là theo quyết định số 3802 QĐ-BIT ngày hôm nay luôn, ngày 10 tháng 8 năm 2021, thì phụ nữ mang thai trên 13 tuần được khuyến khích chích ngừa vaccine chống chỉ định với Sputnik V của Nga. Thì tiếp theo là thứ ba là phụ nữ đang cho con bú sữa mẹ thì sau khi tiêm ngừa vaccine Covid-19 phải ngưng cho bú mẹ. Sự thật là bản chất của vaccine ngừa Covid-19 không phải là virus sống mà chỉ là các vật liệu di truyền từ gọi như là Pfizer, Moderna hoặc là vector của virus AstraZeneca. Các vật liệu này không gây tác động vào DNA của con người cũng bị phân hủy nhanh chóng. Do đó về mặt sinh học, các vaccine này không có khả năng gây nguy hại cho trẻ đang bú mẹ. Hiệu quả của vaccine được kỳ vọng là tương tự như là ở những phụ nữ khác không cho con bú. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng phụ nữ đang cho con bú đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 như là Pfizer, Moderna, AstraZeneca có kháng thể trong sữa mẹ, được kỳ vọng là có thể giúp bảo vệ trẻ. Cho đến nay, WHO và CDC khuyến cáo có thể tiêm ngừa cho phụ nữ đang cho con bú giống như những người khác. Thì WHO là khuyến cáo là không dừng cho con bú sữa mẹ vì lý do đang tiêm chủng vaccine. Nghĩa là chích bình thường, chống chỉ định với Sputnik V của Nga, do đó các mẹ cứ tự tin đi chích cho con và hoặc tiếp tục cho bú mẹ nha. Thì tiếp theo là sau khi tiêm ngừa Covid-19 có phản ứng sốt thì cơ thể có tạo được kháng thể. Tiếp theo là sau khi tiêm ngừa Covid-19 phải có phản ứng sốt thì cơ thể mới tạo ra kháng thể. Thì sự thật là sốt chỉ là phản ứng sau khi tiêm vaccine, thường không liên quan đến tính sinh miễn dịch của vaccine. Nên khi vaccine được chích vào cơ thể là sẽ có hai pha đáp ứng miễn dịch diễn ra: đáp ứng miễn dịch bẩm sinh và đáp ứng miễn dịch thích nghi.
Đầu tiên là sẽ là pha MDPS, là những tín hiệu ngay sau khi tiêm sẽ kích hoạt các tế bào miễn dịch bẩm sinh chống lại nó, thì cơ thể sẽ đề kháng ngay lập tức với hệ miễn dịch để bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên là đáp ứng MDTN mới là giai đoạn phá hoại Blinfeld B sản xuất kháng thể. Quá trình này diễn ra nhiều ngày sau đó, thường là 2 tuần. Do đó phản ứng sau khi tiêm chỉ là một phần đáp ứng miễn dịch, còn rất xa mới tiến đến kết quả là chúng ta mong đợi là sản xuất kháng thể. Do đó là chưa thể kết luận là phản ứng sốt sau khi tiêm đồng nghĩa với việc là hệ miễn dịch tạo ra kháng thể tốt hơn được nhé. Và cuối cùng là sau khi tiêm ngừa vaccine là không được ăn cái này, không được uống cái kia. Sự thật là không hiểu sao ở đâu lại ra những cái thông tin như vậy. Thì người nhắn hỏi em là ăn trứng được không, có em có uống nước dừa được không? Câu trả lời của các bạn là cứ ăn uống bình thường nha. Nếu trước kia chúng ta không hề có tiền sử dị ứng nặng với các loại đồ uống, thì cũng như trứng cũng vậy, nước uống, nước lọc, nước cam, nước chanh, nước ép củ, nước dừa đều là cung cấp nước, lại là cung cấp những vitamin, những chất xơ tốt cho cơ thể. Khi có sốt là cần phải uống nhiều nước thường xuyên hơn mà không phải đợi cảm giác khác, nên hạn chế uống rượu bia và thức ăn nhiều dầu mỡ là được. Nhớ là phải theo dõi các phản ứng sau khi tiêm, như là sốt nè, đau nóng chỗ tiêm nè, mệt mỏi nè, đau nhức cơ, đau đầu là thường nó sẽ cải thiện sau 48 giờ. Nếu có nổi mẩn đỏ, ngứa phù mi mắt, đau ngực, khó thở hay là choáng váng mệt mỏi thì hãy đến ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời. Và em cũng đến nhanh với 5 cái câu hỏi thắc mắc là trước và sau khi tiêm, cũng như là phụ nữ có thai hay là đang cho con bú, hay là trước và sau khi tiêm không nên ăn uống cái gì, là nên uống cái gì và rượu bia như thế nào, thì mọi người nên nắm bắt được rõ. Thì sắp tới mình sẽ đi tiêm vaccine đó, mình cũng nên truyền lại cho người thân hay là bạn bè của mình để nắm bắt được rõ hơn, đừng có nghe thông tin sai lệch trên mạng. Rồi tiếp theo sẽ là thông tin trong tỉnh. Thì thành phố Bến Tre vừa bắt đối tượng là tàn trữ trái phép chất ma túy. Thì sáng ngày hôm nay, trong lúc tuần tra kiểm soát là tuyên truyền xử lý vi phạm trong phòng chống dịch, thì tổ công tác phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn và đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Thì qua làm việc, đối tượng khai nhận tên là Dương Thế Bảo, sinh năm 1992, ngụ xã Châu Hưng, huyện Bình Đại. Thì kiểm tra tên người đối tượng là cơ quan phát hiện là Bảo đang giấu 2 gói ni lông trong cái khẩu trang nghi là ma túy. Thì qua làm việc là Dương Thế Bảo thừa nhận là tang vật trên là ma túy, được mua từ một người không rõ lai lịch để được sử dụng. Vụ việc thì hiện đang được bàn giao cho công an thành phố Bến Tre để được tiếp tục điều tra làm rõ. Và thông tin tiếp theo là tại Dòng Trôm, ngày hôm qua bắt quả tang đối tượng trộm cắp tài sản trong mùa dịch. Thì vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm qua, trong lúc tuần tra để phục vụ là bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn Bình Thành, công an xã Bình Thành phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện Dòng Trôm bắt quả tang đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn. Thì qua đấu tranh thì đối tượng khai nhận tên là Dương Văn Dư, sinh năm 91, có hộ khẩu thường trú tại ấp Bình Phú, xã Bình Thành, Dòng Trôm, Bến Tre. Thì do thiếu tiền xài, đối tượng đã lợi dụng sơ hở của các hộ dân trên địa bàn lấy trộm một xe mô tô, một máy bơm nước, một máy khoan, dây điện và một số tài sản khác. Hiện công an xã Bình Thành đã phối hợp cùng đội cảnh sát hình sự công an huyện tiếp tục xác minh, làm rõ, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định. Thì cũng đề nghị người dân là thực hiện các biện pháp quy định về phòng chống dịch của Covid-19, thì cũng cần phải nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn tội phạm, đặc biệt là trộm cắp tài sản, tự bảo vệ tài sản của mình, không để các đối tượng là lợi dụng sơ hở để trộm cắp, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tin cuối cùng cho tối ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Tính đến tối ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8, thì cập nhật tình hình Covid-19 từ CDC tính từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8, Bến Tre ghi nhận thêm 12 ca mắc Covid-19 mới, trong đó là bao gồm Bệnh viện Tâm Thần là 4 ca. Thì các ca này đã là trong khu vực phong tỏa tại Bệnh viện Tâm Thần. Thành phố Bến Tre là 1 ca, Châu Thành là 1 ca, Ba Tri là 2 ca, công ty CB là 3 ca. Thì liên quan tới ổ dịch công ty CB Đông Lạnh đã được cách ly từ trước tại công ty. Thì thành phố Hồ Chí Minh là 1 ca ở Bình Tân, là về thành phố Hồ Chí Minh đến chốt cầu Rạch Miễu test nhanh dương tính, chưa vào địa phận thành phố Bến Tre. Thì trong khu cách ly và phong tỏa là 11 ca, là 1 ca là cộng đồng, là người ngoài tỉnh về. Thì số ca tử vong trong ngày là 2 ca, cộng dồn số ca tử vong là 20 ca, tổng số ca cộng dồn là 1.212 ca, số ca ra viện là 53 ca, cộng dồn ra viện là 412 ca. Tính tổng cộng trong 24 giờ qua là tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre có 32 ca mắc Covid-19 mới. Thông tin ca tử vong số 19 là nữ, sinh năm 1933,
có địa chỉ tại Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, tử vong ngày 9 tháng 8 năm 2021, vào viện ngày 8 tháng 8 năm 2021, chẩn đoán là viêm nhiễm SARS-CoV-2, chẩn đoán tử vong sau cùng, suy hô hấp, suy tim, loạn nhịp tim, viêm phổi nặng, bệnh tim thiếu máu cục bộ và rối loạn lipid máu. Thì mình cũng xin kết thúc bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một đăng ký nha, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.